Vì sao Văn Toàn xuất ngoại ấn tượng hơn Quang Hải, Công Phượng? Văn Toàn là cầu thủ Việt Nam duy nhất đang thi đấu ở nước ngoài được ra sân thường xuyên trong thời gian qua. Tiền đạo sinh năm 1996 cho thấy sự lựa chọn khôn ngoan khi gia nhập đội bóng ở K-League 2 Hàn Quốc. Seoul Eleven, đội bóng của Văn Toàn đang có sự khởi đầu không tốt ở K-League 2. Sau 3 vòng đầu tiên, Seoul Eleven để thua 2, hòa 1, có 1 điểm và tạm đứng áp chót trên bảng xếp hạng. Đây được xem là kết quả gây thất vọng của đội quân huấn luyện viên Park Jong Kyun. Nhưng dưới góc độ cá nhân, Văn Toàn lại đang có sự khởi đầu khá suôn sẻ trong màu áo đội bóng mới. Dù là tân binh nhưng Văn Toàn ra sân đầy đủ cả 3 trận đầu tiên của Seoul Eleven ở K-League 2. Tiền đạo người Hải Dương đá chính trong trận thua 2-3 trước Trung Quốc Cheong Ju, sau đó vào sân từ băng ghế dự bị ở 2 trận còn lại. Trận đầu tiên Văn Toàn thi đấu 82 phút trước khi bị thay ra. Ở 2 vòng đấu gần đây, chân sút sinh năm 1996 vào sân thay người và thi đấu lần lượt khoảng 30 phút, 5 phút bù giờ và 60 phút, 7 phút bù giờ. Văn Toàn có hơn 180 phút thi đấu cho Seoul Eleven trong 3 trận. Ngoài ra, anh cũng thường xuyên góp mặt trong đội hình của Seoul Eleven đã giao hữu với đội bóng Trung Quốc thời gian qua. Điều đó cho thấy Văn Toàn đang nhận được niềm tin lớn từ phía BHL. Trong 3 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài, Văn Toàn có lẽ là cái tên nhận được sự tin tưởng nhiều nhất từ phía huấn luyện viên. Điều đó cũng dễ hiểu bởi huấn luyện viên Park Jong Kyun, người từng dẫn dắt Hà Nội Fan Club và là trợ lý huấn luyện viên Park Hang-seo tại đội tuyển Việt Nam, đã rất hiểu Văn Toàn. Ông Park Jong Kyun là người lựa chọn, trực tiếp chiêu mộ chân sút của đội tuyển Việt Nam. Ông cần một cầu thủ chơi tốc độ, không ngại tranh chấp để phục vụ cho lối chơi chuyển đổi phòng ngự sang tấn công mà mình đang xây dựng ở Seoul Eleven. Thực tế, Seoul Eleven cũng có thể xem sự lựa chọn phù hợp với năng lực chuyên môn của tiền đạo sinh năm 1996. Việc Văn Toàn được sử dụng nhiều ở K-League 2 không phải quá ngạc nhiên bởi giải đấu này có mức độ cạnh tranh không bằng Liga 2 nơi Quang Hải thi đấu hay G-League mà Công Phương đang rất vất vả tìm chỗ đứng. Tuy nhiên, việc Văn Toàn lựa chọn K-League 2, quê hương của huấn luyện viên Park Hang-seo để nâng cao năng lực và tìm kiếm cơ hội ra sân ở giải đấu có mức độ cạnh tranh cao hơn V-League là thực sự khôn ngoan. Văn Toàn cũng thừa hiểu rằng bản thân còn thiếu, yếu từ kinh nghiệm tới chuyên môn. Thế nên anh chọn một giải đấu vừa tầm, hồng có cơ hội ra sân là rất hợp lý. Văn Toàn vẫn chưa có dấu ấn nào cụ thể sau 3 trận khai màn ở K-League 2. Nhưng không thể phủ nhận rằng chân sút gốc Hải Dương chơi tốt dần lên theo từng trận. Anh đang cho thấy sự thích nghi, hòa nhập tốt với môi trường bóng đá Hàn Quốc. Chân sút sinh năm 1996 đang chứng minh anh có những điểm mạnh riêng, nổi trội hơn các đồng đội bản xứ, để đủ thuyết phục huấn luyện viên phải tin dùng, trao cơ hội ra sân thường xuyên. Nếu tiếp tục nỗ lực và cứ thể hiện như thời gian qua, ngày Văn Toàn tỏa sáng, đóng góp nhiều hơn cho Seoul Eleven sẽ không còn xa.